Điện thoại hay.vn, một sản phẩm vạn an tâm. Điện thoại hay cam kết bán điện thoại giá rẻ nhất thị trường. Hôm qua đã chiếu hoạt hình One Piece tập 935, Luffy vẫn đang tiếp tục chiến đấu trong nhà tù Udon cùng ông cụ Hiyo. Ở đây, Lu đã thể hiện được haki quan sát cấp cao khi nhìn thấy tương lai để tránh các đòn tấn công. Nhưng phải đến tập 936, chúng ta sẽ thấy cụ Hiyo chỉ cách sử dụng haki vũ trang cấp cao. Nhưng quay trở lại manga, thì hiện nay trận chiến giữa Liên minh Luffy và Liên minh Hai Tứ Hoàng đã bắt đầu đến giai đoạn cao trào. Và cho đến One Piece 986, Luffy đã thành thạo thể hiện haki vũ trang cấp cao và haki quan sát cấp cao. Trong video lần này, hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Thứ nhất, Luffy đã có thể làm điều tương tự giống với Rayleigh. Silver Rayleigh, một bậc thầy sử dụng 3 loại haki. Ông đã từng có thể loại bỏ vòng cổ đá nổ trên cổ Kamiye trước khi bom nổ tung giết chết nàng tiên cá. Bây giờ, Luffy đã có thể làm điều tương tự giống với người thầy của mình. Anh ta thực sự có thể loại bỏ còng tay nổ trên tay Yamato mà không cần làm tổn thương Inko. Chiếc còng tay đã bị Luffy dùng haki vũ trang cấp cao phá nát từ bên trong, sau đó nhanh chóng quẳng đi chỗ khác rồi mới phát nổ. Điều này cho thấy khả năng làm chủ haki vũ trang cấp cao của Luffy đã được tăng lên. Trước đó, Luffy cũng đã từng thể hiện điều này trong chương 946, nhưng trong trường hợp khẩn cấp để cứu ông Hiyo bằng cách phá hủy và tháo vòng trên cổ ông trước khi nó phát nổ. Tuy nhiên, Luffy thậm chí không thể giải thích làm thế nào anh ta có thể làm được điều đó. Lần này, Luffy đã làm điều đó một cách bình tĩnh, chủ động, phá còng tay nổ với cách nhanh chóng và chính xác nhất. Điều này chứng tỏ Luffy dường như cũng đã hiểu nguyên lý để sử dụng haki vũ trang cấp cao. Thứ hai, trước khi tới Onigashima, Luffy đã có thể phá hủy cái cây mà không cần chạm vào. Có thể phá hủy bên trong quả bom mà không làm tổn thương tới con người chỉ là một trong những ứng dụng của haki vũ trang cao cấp mà Luffy đã thành thạo. Luffy có thời gian học cách sử dụng haki vũ trang cấp cao bên trong nhà tù Udon, sau đó có thời gian ngắn hoàn thiện kỹ năng ở trên núi và anh kết thúc bài học bằng cách thể hiện việc phá hủy bên trong thân cây mà không cần chạm vào cái cây. Nhưng cho đến hiện nay, Luffy vẫn chưa thể hiện kỹ thuật haki vũ trang cấp cao này trong chiến đấu. Ngay cả khi đối mặt với Anthill và Pequan, Luffy vẫn chưa cần sử dụng đến năng lực mới này. Có vẻ như Thánh Oda vẫn giữ gìn kỹ thuật mới của Luffy và để dành nó cho một khoảnh khắc ngầu khủng khiếp. Thứ ba, Luffy có thể đã thể hiện haki quan sát trong chương 986. Trong khi Kaido tuyên bố liên minh hải tặc, đồng thời sử đẹp Orochi trong một nốt nhạc, sau đó tiếp tục muốn sư tử đến Momo, vào giây phút cuộc sư tử chuẩn bị diễn ra, các cửu hồng bao đã đồng loạt tấn công thẳng mặt Kaido, khiến hắn trở tay không kịp. Tuy nhiên có một chi tiết cũng khá thú vị ở chương 986, đó là trước khi nhóm cửu hồng bao tấn công Kaido, thì Luffy ngăn Yamato tấn công Kaido kèm theo một câu nói: "Chúng ta không phải là người bắt đầu cuộc chiến này." Phải chăng nhờ haki quan sát có thể thấy được tương lai gần, Luffy đã biết được trước việc cửu hồng bao sẽ là những kẻ mở màn cho cuộc chiến và tấn công hội đồng Kaido. Haki quan sát của Luffy đã được hình thành từ lâu, nhưng thông qua các cuộc chiến với Katakuri ở đảo Bánh thì nó mới có thể nâng lên một cách rõ rệt. Việc đối đầu với một đối thủ có haki quan sát mạnh tới nỗi có thể nhìn thấy được tương lai gần đã giúp Luffy học được nhiều thứ mới. Khi Luffy đến Wano, các cuộc tấn công từ Urashima và những tù nhân trong nhà tù Udon đều được Luffy né tránh dễ dàng nhờ khả năng nhìn thấy tương lai của haki quan sát. Luffy là một người thường hành động theo cảm tính, không tuân theo một kế hoạch nào nhất định cả hay run sợ trước bất cứ thứ gì, nhưng đã ngăn cản Yamato khi cô định lao vào tấn công Kaido. Rất có thể Luffy đã nhìn thấy trước được việc cửu hồng bao sẽ là người tấn công trước và vì vậy anh đã ngăn cản Yamato. Nếu Luffy không nhìn thấy được tương lai, anh ta chắc chắn sẽ cùng Yamato lao vào cứu Momonosuke ngay lập tức khi thấy cậu bé sắp bị Kaido xử tử. Như vậy, chỉ cần một chi tiết rất nhỏ thôi, Oda đã rất tài tình cho chúng ta biết được khả năng của Luffy đã ngày càng mạnh hơn tại phần Wano này. Cả haki quan sát cấp cao và haki vũ trang cấp cao đều được Luffy thể hiện trong chương 986. Vậy là cả hai loại haki đã được Luffy học tập và nâng cấp lên. Điều này sẽ giúp cho Luffy chủ động hơn trong những phương án chiến đấu, đặc biệt khi đối thủ mà cậu phải đối đầu là những kẻ rất mạnh tới từ băng bách thú của Kaido và Big Mom. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhấn like, subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.